đang tham gia vào một dự án của quảng cáo Liên Quân. Hiện tại thì mình đang mặc bộ trang phục butterfly, còn đây là tulen. Khi mọi người thấy thì là màu sắc của nó là màu xanh này, mình rất là Giáng sinh, nhìn thấy rất là kiểu lạnh lạnh Giáng sinh rồi. Mấy lần trước mình có tham gia vào các dự án game khác nhưng mà kiểu chưa bao giờ mình được thử một cái vai mà mình được cosplay hoặc một bộ như này luôn. Đây là lần đầu tiên của Lâm được cosplay được nhân vật game như thế này. Bật mí được tí xíu, có nghĩa là cái câu chuyện này là một chàng trai yêu thầm một cô gái và một chàng trai đó là soát ca lãng mạn và yêu một cô gái, thì cái cá tính như thế nào nhỉ? Hơi men một tí. Cô gái cá tính hơi men một tí. Dĩ nhiên là hai người gặp nhau bởi vì qua là cùng có sở thích là game. Bye. Nếu mà nói về bộ may ngày hôm nay, nếu mà nhớ nhất thì chắc chắn là cảnh đóng cosplay, bởi vì cái bộ quần áo đấy mặc rất là mất nhiều thời gian, xong rồi là nó đẹp nhưng mà nó rất là nóng, di chuyển khó, rồi lúc ngồi, rồi mà kể cả là kiểu có mấy cái cảnh mà phải tương tác với cả hai những cái tương tác với nhau, đụng rất là khó khăn, nhưng mà nói chung là vui ạ. Mưa là cảnh mà mình thích nhất ngày hôm nay và nó cũng là cảnh mà nó rất là đặc biệt, bởi vì là sao ta cũng mất gọi là gì kỳ công của người được cung mưa các thứ. Bắt đầu diễn. Coi phim lần này thì mình có trải qua một cảnh lần đó đặc biệt, tất cả các cảnh khác, đặc biệt hơn cảnh mưa, đặc biệt hơn cảnh cosplay là cảnh hôn, bởi vì là chưa bao giờ mình thực hiện một cái cảnh hôn trong phim bao giờ, nên là đầu tiên rất là hồi hộp, nói chung là rất là hồi hộp và rất là ngại ngùng, nhưng mà nói chung là kết quả của nó khiến mình khá là hài lòng. Đấy là bản thân mình như thế, nên là các bạn hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.